これでまた彼の願いに一歩近づきました。そう、エルシオン計画の実現に。Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình Hero Game. Và hôm nay thì sự kiện cũng chưa có gì chơi các bạn. Hôm nay Man có video về trang bị của con thống lĩnh thiếu huyết của Man. Thì hiện tại Man mới lên nó cho nó sao lên 6 sao vào sáng hôm nay. Sáng hôm nay thì nó mới lên được 6 sao các bạn, chứ còn bình thường thì nó 5 sao thôi. Mà 5 sao Man cũng dắt vô đấu trường Man chơi á, cảm thấy nó cũng khá ok. Và những cái trang bị Man đang mặc cho nó cũng gọi là ổn đi nha. Thiếu cái trang sức thì cũng đang phân vân, không biết là sẽ chơi cái món nào đây. Tại vì cái món này khiến địch mất một bút, mà thường nó đánh thì nó sẽ on hit nhiều hơn rồi. Để xóa hết búp nên không cần mất thêm búp nữa đâu. Có lẽ là sẽ đổi cái món khác, nhưng mà Man phù cái món này máu 9% trí 7 nó là chưa biết xài món nào cho nó ngon lành đây. Thì cứ xài tạm cái món này đó các bạn. Trang sức thì có thể thay đổi. Và búa sữa thì ok rồi. Búa sữa Man phù được mà trí 15% luôn, thủ 3%. Rồi áo bông thiên sứ. Áo bông thiên sứ cho máu nhiều. Trí 4, máu 4 thủ 11. Thì cái này còn phù được. Cái này còn dạng như là lâu lâu á, là Man vô á, Man chơi cũng có nhiều cái lắm. Sau cái này, cái đồng hồ này, trí ma thủ công, dưới đây như cũng đồng hồ nữa này, trí thủ, bức tường mất di tặng một mảnh. Ok, tháng kiều còn thiếu hai mảnh nữa là được. Cái này phù lại được nè. Thôi ơi, Man đổi rồi, có cái nào ngon nữa không? Nó mặc cũng được áo này, nhưng mà áo này thì có một cái đồng hồ đây, trí 3 cộng 2 máu 10. Để phụ cái này, phụ cho con ra chỗ các bạn, cho con ra chỗ nó chơi. Ok, áo thì cũng được, cũng tạm các bạn. Nón thì cũng được. Nói chung cái dòng ma thủ 15% mà đổi thành thủ 15% thì nó cũng khá ok á. Ở đây trí mình 400 nè, máu 11 cũng hợp lý rồi. Có cái dòng ma thủ thì nó hơi mất hợp lý một tí xíu. Ma thủ của nó thì cũng không có cao cho lắm. Thôi kệ, cho sao xài vậy các bạn. Rồi ở trong đây thì Man cũng phù trí máu thủ thôi, Man phù thủ thôi. Ở bên đây lấy thêm cái ma thủ nữa được. Cái này kỹ, có cái hết viên kháng bạo à. Đây, bạo kích, thay này cái viên này vô, thay cái viên nó vô chắc được các bạn. Tinh thông lên coi, 3 viên rồi. Cứ mỗi ngày vô làm thử viên coi nó có lên hay không. Mà nó không lên thì thôi, ao da để mai làm tiếp. Nói chung mình xài cũng được, xài cũng được các bạn, ngon các bạn. Hồi năm sau sát thương gây ra nó tăng có 20 à, bây giờ tăng sát thương gây ra đến 30 rồi. Coi như đánh mấy con mà hiêu đa giáo á, hiêu đa giáo là Man đánh chết á. Man chơi cái lát là cái lát tăng lữ để mà tránh mấy con ngựa thôi, chứ còn thật ra thì cái Man thấy cái lát kiếm á thì nó có cái chỉ số lát kiếm này, thì cái chỉ số hấp bơ với lại cái chỉ số thủ của lát kiếm á nó cao hơn cái lát tăng lữ này. Nhưng Man thì Man chơi cái lát tăng lữ này để né mấy con ngựa đi, né mấy con ngựa. Nhưng mà mang vô á, mang lính kiếm này á
là cũng bị mấy con ngựa nó dập cho chết, có mang lính Amazon được nè, mang lính Amazon là ok các bạn. Hôm nay xong con thấm lĩnh thiết huyết rồi, thì man chuyển qua man sẽ tiếp tục man cày con Ayusa. Ayusa được 4 sao 65 mảnh rồi, cũng hơi kém một tí, nói chung thì cũng gần 5 sao ha. Rồi Oboro, Oboro chưa được 4 sao nữa. Chitan này, Chitan man 4 sao thôi, 85 mảnh rồi, thì cày lên ráng, cũng ráng cày nó lên 6 sao. Nếu cày nó lên 6 sao xong cái mình đi tăng bớt. Rồi ok, thì đây là con thống lĩnh thiết huyết của man lên 6 sao. Và những cái món trang bị ở đây man sẽ xài như thế này. Còn bạn nào có những cái món trang bị nào hay hơn, hay là phù nào hay hơn thì có thể comment phía dưới. Rồi ok, con thống lĩnh thiết huyết của man thì như vậy. Man sẽ thay đổi cái trang sức nào đó nó ngon ngon hơn tí xíu, tại vì cái trang sức này phù ngon quá nên không có nỡ bỏ ra thôi. Ok, nói chung thì cũng tạm được rồi. Ok, Mario xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn ngày chơi game vui vẻ.